Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại cả siêu thị smartphone bên mình. Hôm nay sẽ là một cái video mà sẽ là cái chia sẻ quan điểm cá nhân của mình đến với tất cả mọi người. Thì mình vẫn muốn mong là sẽ có nhận được cái sự đóng góp ý kiến của mọi người ở phía dưới. Thì trên tay mình đây đang là chiếc S21 Plus. Cá nhân mình đánh giá thì đây là chiếc flagship đáng mua nhất ở thời điểm tại. Bởi vì sao mình lại bảo đây là một chiếc flagship nó thực dụng của Samsung? Bởi vì cái điểm mà viền màn hình thì mình đã nói rồi, và cái cúp cam này đang thế. Thì có một cái điểm nữa, đấy là màn hình của S21 Plus 5G này là màn hình phẳng. Có chăng thì nó sẽ không được sexy như những con S21 Ultra 5G hay là những cái dòng flagship của Samsung khác. Bởi vì từ thời điểm mà Note 8 ra mắt đến thời điểm hiện tại thì mặc định những con flagship của Samsung đều là màn hình cong. Còn riêng của S21 Plus 5G này, chúng ta đã có màn hình phẳng và cái màn hình cong. Thì cá nhân mình đã nghe rất nhiều khách hàng bảo là màn hình cong thì cái cảm giác cầm nắm nó sẽ dễ trơn, dễ bị trơn, sẽ tuột khỏi tay. Còn màn hình phẳng này thì sẽ là truyền thống hơn và rất nhiều người thích hơn cùng với chiếc màn hình 120Hz này nữa. Những cái mà những cái sự mượt mà chúng ta đem lại đấy là không khác gì một chiếc S21 Ultra 5G, một chiếc dòng cao cấp hơn như thế nữa cả. Cá nhân mình là người đã sử dụng cả hai cái sản phẩm này rồi, thì để dùng liên tục nhá mọi người nhá. Nhắc lại một lần nữa mọi người là mình dùng liên tục con S21 Plus 5G này, mình dùng liên tục, nhận thông báo và dùng tất cả các thứ như công việc, Zalo, lướt Shopee, TikTok thì mình dùng liên tục vẫn được 7 tiếng đồng hồ. Trên một chiếc flagship màn hình Dynamic AMOLED, 7 tiếng đồng hồ là một cái thời lượng pin nó cực kỳ ấn tượng. Tiếp theo đến sẽ đến cái phần camera mọi người nhá. Cái camera của S21 Plus 5G này, mọi người có thể thấy luôn là cái chất lượng ảnh cho ra nó sẽ không quá sặc sỡ, không quá chi tiết như con S21 Ultra 5G. Đấy, những cái chất lượng ảnh chụp cho ra sẽ, mình nghĩ là sẽ đáp ứng cái nhu cầu của mọi người là một phát ban ngày luôn. Chân thực nó chính xác như con S21 Ultra 5G. Và có một cái điểm mà mình rất thích ở trên chiếc S21 Plus 5G đấy là mặt lưng. Mặt lưng của nó là mặt lưng nhám rồi, không bám không bám tay. Đấy, cầm nắm rất là sướng. Ở thời điểm hiện tại như là mùa hè này, cầm nắm mồ hôi, tay các thứ ra rất là nhiều. Nhưng mà mặt lưng nhám này thì cái cảm giác cầm nắm của chúng ta nó sẽ bám hơn so với mặt lưng kính thông thường. Và cái cúp camera ở đây thì cái cảm giác thẩm hố nó sẽ không như con S21 Ultra 5G. Nó sẽ không có cảm giác thẩm hố, nó không đâu bốt con S21 Ultra 5G. Thiết kế cúp cam 3 cam đặt dọc nó tinh tế hơn rất là nhiều. Có chăng thì điều mà mình không thích nhất ở trên chiếc S21 Plus 5G này đấy là con chip của S21 Plus 5G này là con chip Exynos 2100. Để mà so sánh với con Snap 888 thì nó sẽ không bằng cái đấy, đúng rồi. Nhưng mà để bảo là thua thiệt hẳn nó sẽ không phải, nó chỉ là 19-10 thôi. Với chúng ta khi mà chơi những cái tựa game như là PUBG Mobile, Liên Quân Mobile hay là những cái tựa game như là Liên Minh Tốc Chiến thì nó đáp ứng được đầy đủ tất cả những cái game đấy để ở chế độ max setting. Cái vấn đề mà drop FPS hay là giật lag, cá nhân mình nói luôn là nó sẽ không bao giờ xảy ra cả. Nhưng mà cái hiện tượng nóng máy lên nhanh đối với chiếc S21 Plus 5G này sẽ có. Nên là những ai muốn mua một chiếc máy flagship này để về trai hết gaming thì cá nhân mình không đánh giá quá cao nhé. Mọi người có thể chuẩn bị thêm một cái quạt tản nhiệt gắn ở sau lưng. Còn để mà chơi game liên tục trên con S21 Plus 5G này khoảng 3-4 tiếng thì cái máy nó nóng lên cực kỳ nhanh luôn. Mình đã thử mới chỉ chơi game khoảng 1 tiếng thôi mà máy nó nóng lên rất là nhiều so với cái S21 Ultra 5G này, nó tản nhiệt tốt hơn. Vậy thì vừa rồi là quan điểm cá nhân của mình về chiếc S21 Plus 5G này, một chiếc flagship của thời điểm hiện tại, chỉ có mức giá khoảng hơn 10 triệu và chỉ mới ra mắt cách đây 1 năm thôi. Vậy thì mọi người có suy nghĩ như thế nào về chiếc S21 Plus 5G này, cũng như là suy nghĩ như thế nào về quan điểm cá nhân của mình thì có thể để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Nếu mọi người thích thì có thể like, share video cũng như là subscribe kênh của mình nhé. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.